đầu gặp anh khi phố kia chưa lên đầu, gặp nhau nơi sân ga chiều loạn lạc, vụng về hỏi thăm anh mấy câu đi về đâu, cớ sao đứng chờ, cớ sao đứng đợi, đường tàu mùa xuân ai biết em đang mong chờ. Chợt buồn chợt vui anh biết đâu em hơn rồi, má em ứng hồng vì thẹn thùng khi bên nhau. Trên sân ga chiều người đông nhưng ai cũng lạ, tình cờ gặp nhau ngỡ như mình quen qua. Chuyện gần chuyện xa mới hay em từ xa, anh tránh con tàu sao nỡ vô tình rời sân ga. Một lần gặp nhau anh đã mang đi kỷ niệm, dù rằng thời gian không cho ta nhiều lưu luyến. Chuyện về tình yêu vẫn chờ, đường tàu còn đây ta đã xa xa nhau rồi. Người chờ người đi ai không thương mà không nhớ, trời càng về khuya đêm hắn hiu sương lạnh giá, lắng nghe tiếng còi tàu tìm về trên sân. Gần chuyện xa mới hay em từ xa, anh tránh con tàu sao nỡ vô tình rời sân ga. Một lần gặp nhau anh đã mang đi kỷ niệm, dù rằng thời gian không cho ta nhiều lưu luyến. Chuyện về tình tàu còn đây ta đã xa xa nhau rồi, người chờ người đi ai không thương mà không nhớ. Trời càng về khuya đêm hắn hiu sương lạnh giá, lắng nghe tiếng còi tàu tìm về trên sân ga. Trời càng về khuya chào mọi mình xin chào mọi người. Mình tên là Hạnh. Bài hát mình vừa hát, mình hát đặc biệt dành tặng cho mẹ của mình vì bà rất thích dòng nhạc bolero. Và hôm nay mình cũng xin được mời mẹ lên sân khấu cùng với mình. Xin giới thiệu mọi người, đây là mẹ của mình. Dạ, xin chào.
Con chào mẹ. Đây là cái cơ hội con muốn nhờ lời chưa nói cho con cái cơ hội để con có thể chia sẻ những tâm tình mà con không giống như các chị em ở trong nhà mà thường là trải lòng dễ dàng với mẹ cũng như với bố. Thì hôm nay nhân cơ hội này con cũng muốn gửi đến mẹ những cái tâm tình mà con chưa có thể nói và bây giờ. Đó là cái câu chuyện con biết rằng là bố mẹ cũng đang rất là lo lắng cho con. Khi mà con sắp 40 tuổi mà vẫn chưa có rõ ràng cụ thể về vấn đề hôn nhân. Con mong rằng là mẹ đừng có quá lo lắng cho con trong cái vấn đề đó. Tại vì đối với con mà nói thì hiện tại con cảm thấy rất là hạnh phúc. Nhưng mà hạnh phúc của con là có sẽ có nhiều hơn khi mà con cảm thấy rằng là mẹ không quá đặt để vấn đề hạnh phúc rằng là con gái tôi có lấy được chồng hay không, rồi về già nó có cô đơn hay không. Con đó là con chỉ mong mẹ là cảm thấy vui khi con còn khỏe mạnh, con có thể yêu mẹ, con có thể gắn bó với mẹ nhiều hơn trong cuộc sống bình thường này thôi. Được rồi. Con chào bác ạ. Dạ chào con. Chào Mỹ Hạnh. Dạ chào ạ. Nãy là Ốc với lại Mỹ Hạnh là có gặp nhau ở bên trong rồi trước khi ra đây. Dạ, dạ. Nãy bác nói được rồi hả bác? Không, nếu mà nói đúng ra là cháu nó nói thì ý là nói là được rồi, cái con là quyền của con. Dạ. Còn bố mẹ thì lo thì là một phần thôi, nhưng còn cái tương lai của con là do con chọn. Dạ vâng ạ. Cha mẹ thì lúc nào cũng muốn những điều tốt nhất cho con mình, nhưng mà nó sẽ còn có nhiều điều mà phải cho con mình dịp mà để trải lòng ra. Thì dạ, thôi bây giờ đây sẽ là cơ hội. Dạ. Con mời bác với lại mời Hạnh, mình sẽ xuống phía dưới để mình cùng trò chuyện với lại Ái Phương, với Hùng Thuận nữa, để câu chuyện của mình nó sẽ nhẹ nhàng và thoải mái hơn. Dạ. Bây giờ thì Mỹ Hạnh cùng với mẹ của mình đang ngồi ở đây rồi. Chúng ta rất là gần gũi ha, coi như đây là một buổi cà phê để mình trò chuyện nha. Nên là mong là Hạnh sẽ thoải mái chia sẻ câu chuyện của mình. Chắc chắc là Hạnh cũng cỡ tầm tầm tuổi mình ha. Mình sinh năm 83. Mình năm nay có người nói 36, có người nói 37. Chưa bao giờ mình ngồi mình tính tuổi mình hết. Mình là bạn đó, nhưng mà có lẽ cuộc sống của Ốc với lại cuộc sống của Hạnh thì nó khác nhau rất là nhiều. Yeah. Một ngày của mình thì nó rất là ngắn vì mình phải lo cho quá nhiều những nhân sự trong gia đình. Còn Hạnh thì sẽ có nhiều thời gian để làm những điều mình thích hơn. Một ngày của Hạnh sẽ diễn ra như thế nào? Một ngày trong tuần thì mình sẽ đi làm. Sau khi kết thúc công việc ở trường thì nếu không có hẹn hò vì gì với bạn bè thì mình sẽ về nhà. Mình sống theo kiểu của những người già là sẽ nhà mình tía má mình ngủ rất là sớm. Là ở chung luôn. Để chia sẻ với lại Ái Phương với lại Hùng Thuận là Mỹ Hạnh là một giáo viên trợ giảng cho những thầy cô giáo nước ngoài tại một trường quốc tế ở quận 2. Bạn đang làm trong một môi trường mà cái cơ hội để mình ngoại giao tiếp xúc rất là nhiều, tức là mình phải có cơ hội gặp rất là nhiều người. Ốc Đa Vân đang nói tới tình cảm đúng không? Đó. Mình đây cũng nói với mẹ luôn, ở nhà mình là người chẳng bao giờ chia sẻ với bố mẹ mình nhiều đâu. Mình khác với lại các chị em trong nhà. Mọi sự mình tự xử hết. Nhà có mấy chị em? Nhà mình có 4 chị em. Chị mình đi lấy chồng rồi và có 2 cháu nhỏ. Em gái mình là Út cũng có chồng rồi, chỉ còn 2 phút giữa là bị kẹt. Mẹ ơi, ở đây cho mình nói với mẹ mình xíu. Có lẽ bố mẹ chẳng bao giờ biết được rằng là ở ngoài công việc thì con có quen người nào hay như thế nào. Thì đây Ốc Thanh Vân hỏi mình cũng nói luôn. Có, trong quá trình từ năm 24 tuổi cho tới năm 33 tuổi, mình quen rất là nhiều người. Và hầu như là chuyện tình cảm một chiều cũng có, hai chiều cũng có, nửa chiều cũng có. Và kết thúc cũng rất là nhiều mối tình. Bác ơi bác, hồi nào giờ tại Hạnh không có chia sẻ với bác nhiều về chuyện tình cảm. Nhưng mà có bao giờ bác tò mò hay là bác muốn biết thật nhiều không? Dạ có chứ. Dạ. Nhưng mà hỏi thì có, nó không nói thì biết sao giờ. Nhiều khi nếu mà nói đúng ra là nhà bố mẹ sợ nó bị kiểu tâm lý rồi. Dạ, nó đâm ấy cũng hơi lo. Nhưng mà bây giờ con nó không nói rồi phải hỏi qua em, rồi tìm bạn bè nó hỏi thăm. Dạ.
Hình như là phải hỏi khắp nơi luôn đó. Dạ. Bác ơi, thế bác cho con hỏi là thực ra cái điều mà bác lo lắng nhất về chị á, nó là cái điều gì? Cái điều thật sự á. Và điều thật sự ra là nếu nói đúng ra là người mẹ thì chị lo là con sau này là không có ai lo cho được. Dạ. Đó. Vì nhà thì nói đúng ra là chị em gái, đời chị cũng đi lấy chồng rồi, em cũng đi lấy chồng rồi. Rồi còn là còn một em trai nữa. Rồi em trai nó cũng sẽ có vợ. Dạ. Rồi là sống một mình là sống như thế nào? Dạ. Thì lo sợ là điều đó. Dạ. Thưa chào Mỹ Hạnh. Hồi nãy có nghe Mỹ Hạnh chia sẻ là có những cuộc tình đến một chiều, hai chiều, rồi có nhiều lúc nửa chiều nữa. Vậy thì lúc... em cũng thắc mắc cái khúc nửa chiều đó đó chị. Rồi có những lúc nửa chiều vậy thì thường thì cái tính của Hạnh là không chia sẻ với gia đình. Thì những lúc mà mình gặp chuyện buồn như vậy thì mình chia sẻ với ai? Cái này cũng xin lỗi mẹ luôn là chia sẻ bạn bè là nhưng mà mỗi người sẽ gặp được một góc một mảng của mình thôi. Mình có cái khả năng là tự hòa giải bên trong người mình. Mình bằng cách đi chơi và ngủ, mình thích ngủ nhất. Khi buồn mình ngủ. Em cũng vậy á, khi em buồn em stress em sẽ ngủ. Có đợt em stress nặng nên rồi em ngủ cả tuần đóng cửa rồi, không có gặp em ai. Em sướng quá. Tôi có stress tôi cũng không có được ngủ. Tôi vẫn phải thức dậy dù vui hay buồn, dù mưa hay nắng, dù bệnh hay khỏe. Chị vào ơi, lúc 6 giờ sáng. Như vậy đó là làm việc gọi là có việc tới ào 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 sướng quá trời luôn á. Em làm việc chứ em rảnh em sẽ bị stress á. Tại vì Hạnh cũng đã trải qua vài mối tình rồi, tức là Hạnh cũng đủ biết là cái gu của Hạnh, cái e của Hạnh là như thế nào để tìm đúng cái đối tượng mình thích thôi. Đúng rồi, chính xác á là nhiều lúc càng khi mà mình càng có một chút tuổi á thì mình không phải là cái sự lựa chọn của mình nó kỹ càng hơn, nhưng mà quan trọng nhất vẫn là cái sự hợp nhau. Ví dụ như nói chuyện nè, tính cách nè, thì nhưng mà đôi khi có những cái cuộc tình mà giống như Hạnh chia sẻ đó, có những cái nửa chiều nó làm cho mình cảm thấy bị lười biếng, và có một lúc mình cảm thấy cái cuộc tình mình mà mình đã qua nó đẹp rồi nhưng mà đến không được, và tự nhiên cái mình lại làm biếng bắt đầu lại từ đầu những cái vạch xuất phát vậy đó. Thì cái điều đó là một điều mà nhiều khi tâm lý của những ai mà giống như bản thân Thuận đi, sau khi mà Thuận hôn nhân của Thuận tan vỡ, Thuận khi mà sau khi Thuận và bà xã không còn ở với nhau nữa thì tự nhiên bản thân Thuận lại cảm thấy lười yêu. Tự nhiên Thuận cảm thấy trời ơi, bây giờ phải bắt đầu lại từ đầu những cuộc hẹn hò, rồi bắt đầu lại những cái nắm tay đầu tiên, rồi bắt đầu lại những cái mối quan hệ, tự nhiên mình bị làm biếng á. Hạnh có bao giờ bị cảm giác như vậy chưa? Nhờ Hồng Thuận chia sẻ thì mình hiểu thêm tâm lý của những người đàn ông ly dị. Đối tượng mình quen là phải có cái khả năng gọi là quân bình bản thân mình. Cái thứ nhất, cái thứ hai là không được biết sai chính tả. Trời ơi, có vụ chính tả, trời ơi, tôi tìm được người. Trời ơi, đồng quan điểm với tôi rồi, tôi tìm được rồi. Trời ơi, thật sự đây không biết là do mình học, mình cực kỳ ghét ai không chịu bản. Nổi luôn. mình nên đọc một cái trang cá nhân nào trên Facebook mà nó quảng cáo về cái quán ăn hay quán cà phê mà chỉ cần cái cô admin nó viết sai chính tả là mình vô mình chỉnh ngay, bất chấp là bị chặt chém. Nói về nghề nghiệp nè, nói chung là bên lề chút xíu thôi, bạn bè đồng nghiệp của tôi nha, status nha mà viết sai chính tả là tôi không có like nha. Đúng rồi. Chị có inbox nhắc không? Cũng đợi nếu đủ thân. Nếu đủ thân thì bóc, nhưng mà thật sự là hả, ốc mà đang cãi lộn với chí rùa nha. Cãi ấm 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 nhắn tin bực mình, ông sai chính tả là tôi chỉnh qua cái chuyện chính tả. Chỉnh một hồi là hết cãi luôn. Cái vậy cũng tốt. Chỉnh đến khi nào mà ông phải viết đúng chính tả thì thôi tôi mới bắt đầu lại cái câu chuyện hồi nãy. Còn không thì tôi chỉ tập trung cho cái chuyện sai chính tả. Tại vì gần đây mình có thích một anh, nhưng mà sau khi mà tiếp xúc với anh này á, thì mình cảm thấy là mình bị tiếng sét ái tình quánh rồi. Quánh là cháy không? Cháy khét không? Có một điều đó là tiếp xúc một thời gian thì anh ấy giống như Hùng Thuận đã nói. Hùng Thuận nói bây giờ mình mới hiểu anh ấy. Tại lúc đó mình sừng cồ lên, mình không chấp nhận. Tiếp xúc với mình sau 60 ngày thì anh ấy từ chối khéo là anh ấy chưa sẵn sàng với vấn đề hôn nhân. Điều đó làm cho mình rất là tự ái, rất là buồn, vì mình rất là thích anh. Mặc dù anh ấy không trắng trẻo như mình mong đợi. Không, anh ấy không có, anh ấy vẫn viết sai chính tả. Nhưng mà anh ấy có cái sự ấm áp và cái bản lĩnh của riêng anh ấy. Có điều anh ấy cũng giống như Hùng Thuận nói là rất là lười yêu. Lười yêu á, gọi là lười yêu á. Lười yêu. Và mình hiểu được
nhưng mà anh ấy là lại lấy một cái lý do rất là đau lòng, đó là em không có phải đủ chiều cao anh mong đợi. Thôi bây giờ gác anh ấy qua một bên đi. Nếu mà anh ấy như vậy tức là cũng không thể nào mà mình tiến tới một cách lâu dài và nghiêm túc đâu. Mặc dù là trong cái ánh mắt của Hạnh khi nhắc về người này cũng là một cái tình cảm rất là đặc biệt đã dành cho người này thì mình mới có cái thái độ như vậy. Nhưng con hỏi bác là nếu trường hợp sắp tới Hạnh quen một người có gia đình, có con rồi, nhưng mà Hạnh cảm thấy rung động với người đó thì ở nhà mình sẽ ủng hộ Hạnh chứ ạ? Nếu mà nói đúng ra là cái chuyện đó thì một mình tôi thì cũng không quyết định được vì còn bố nó nữa. Cái đó mới là cái khó. Con nghĩ rằng cái đó nó sẽ làm cho Hạnh rất là sợ và quá kén chọn trong mọi mối quan hệ. Hạnh sẽ cảm thấy không được rồi, người này không đúng tiêu chuẩn của gia đình mình, ba mình, bố mình sẽ la. Tất cả những điều đó làm cho trái tim của Hạnh đóng sập cửa lại và Hạnh sẽ không thể bắt đầu một mối quan hệ nào được ạ. Em có thể chia sẻ một chút xíu được không ạ? Tại vì mẹ của em thì đã mất năm em 25 tuổi. Thì thật ra trước đó mẹ em có nói là cái điều mà lo lắng nhất á, là mẹ em chưa thấy em và em trai của em dựng vợ gả chồng. Thì sau này nó trở thành một cái áp lực nhất định cho ba của em. Em là người có cá tính rất là mạnh, con là người có cá tính rất là mạnh. Và đôi khi mà ba con cũng mở lời nói là bây giờ Phương ơi con phải nghĩ tới chuyện lập gia đình đi, hướng đến một cái người như vậy đi. Thì con có nói là bây giờ con có cái ý nghĩ đó, nhưng con không gọi là phăm phăm đi tìm đến người đó. Bởi vì con nghĩ rằng con hiểu được cái nỗi lòng là ba con muốn là có một cái người chăm sóc khi con lớn hơn, không có phải cô đơn. Vì có lẽ cái điều đó đối với cái thế hệ của ba mẹ của con, cái điều đó nó là một cái điều rất là lớn. Nhưng mà con cảm thấy rằng nếu như vì cái áp lực đó mà con vội vàng đi tìm những cái chuẩn, anh này gia đình hợp nè, anh này nghề nghiệp hợp nè, anh này tính tình cũng hiền, thôi mình chịu ảnh đi. Thế nhưng tâm hồn của tụi con không đồng điệu, và một ngày nào đó tụi con tan vỡ. Con không muốn là mình sẽ đổ lỗi cho ba mẹ mình về cái điều đó. Con cũng luôn có một cái ngày con hy vọng là thật ra cái điều mong mỏi của bản thân tụi con và ba mẹ đó chính là hướng tới hạnh phúc. Thì đôi khi á, có thể cái chuẩn mực của hai thế hệ nó chưa được gần nhau. Thì con mong là ba mẹ hay là thậm chí là bác cũng có thể hiểu là có lẽ chị Hạnh trong trái tim của chị vẫn luôn tìm cái tình yêu đó chứ. Nhưng mà cái nào đó nó chạm vào tâm hồn của mình, nó gắn kết để chị có thể thông thả đi hết cái con đường đó, giống như là cái sự mong mỏi của hai bác. Và con nghĩ là cái thế hệ của tụi con á, tụi con may mắn hơn. Tụi con không phải lo tới cái việc là đói no, quần áo hay là cô đơn. Cô đơn nó cũng không hay lắm, nhưng mà thật ra tụi con cuộc sống có nhiều cái thứ khác. Đi du lịch, học hỏi, làm thiện nguyện, phát triển bản thân, và có rất nhiều điều tuyệt vời. Và trong cái quá trình đó, nếu như gặp được một cái người bạn đồng hành, nó sẽ giống như nở hoa vậy đó. Nhưng nếu như chưa gặp người đó thì sao? Cuộc sống của tụi con vẫn tuyệt vời, và rõ ràng là không có cô đơn. Tụi con sẽ có cái cách và có cái bản lĩnh của cái thế hệ này để mà con gọi là quản lý cái cuộc sống của mình. Và con nghĩ rằng nếu như mà tất cả ba mẹ mà đang xem chương trình mà có những người con giống như con, giống như chị Hạnh và đang lo lắng, thì mọi người nên hiểu, nên con mong là mọi người sẽ hiểu là trái tim của tụi con vẫn luôn hướng đến điều đó, tìm cái người đó. Nhưng cuộc sống có rất nhiều những thứ mà nó làm cho cuộc sống của tụi con không có quá tệ. Thì có thể đối với thế hệ của ba mẹ sẽ không bao giờ hiểu được cái điều này. Thật sự tại vì cái hoàn cảnh nó rất là khác biệt. Nhưng mà ba mẹ hãy luôn biết rằng là tụi con luôn hướng đến điều đó. Và tụi con đang rất khỏe và vui vẻ và hạnh phúc và đầy hy vọng. Như vậy là đã được lắm rồi. Đó là lời chưa nói của Ái Phương. Xin tiếp lời của Phương. Thật sự thì cho đến bây giờ thì cái khái niệm hạnh phúc của mỗi người nó mỗi khác nhau. Đôi khi là hạnh phúc trong công việc, đôi khi là hạnh phúc ở trong gia đình, hoặc là những cái công việc, những cái gì mà mình đam mê, mình say mê thì mình cũng cảm thấy hạnh phúc thôi. Nhiều khi có nhiều người la sợ cô đơn, nhưng mình có nhiều điều kiện hơn bây giờ, đúng không anh? Như bây giờ mình nghĩ thoáng xưa cô đơn nhiều khi cũng chỉ là vợ chú đơn thôi, chứ đâu có gì đâu mà mình phải sợ. Thật sự là hạnh phúc đối với mỗi người là mỗi khái niệm khác nhau, đúng không Hạnh? Mà mình cũng nghĩ rằng là cô đơn á, là một cái thứ mà luôn luôn bám con người cho tới hết.
đời luôn á. Mình nghĩ như vậy. Ngay cả khi lập gia đình, bạn cũng có thể có cô đơn. Nếu như bạn lấy phải một người chồng mà không đủ bao dung đối với bạn trong một cái khúc nào đó, bạn có cái gì đó. Tại vì hôn nhân là cả một quá trình dài, không thể là một ngày, hai ngày. Cho nên là qua đây cô cũng muốn nói với bố mẹ là đừng nghĩ rằng trời ơi tao chết rồi mà nó còn một mình cô đơn, trời sao tao sao nhắm mắt nổi. Con mẹ đừng có lo, không phải là con nói gì gỡ hay là gì hết, nhưng mà con muốn mẹ rằng là hãy bình an hơn trong cái nội tâm của mình. Và giống như bạn Ái Phương vừa nói là tụi con trẻ, tụi con có khả năng quản lý cái hạnh phúc của mình. Con buồn con sống thật với cái cảm xúc buồn của con, nhưng không phải buồn rồi tôi chấm hết ở đó, mà là con sẽ tìm niềm vui chỗ khác. Tại vì con đâu có thể hủy hoại hoặc là ngồi đó mà gặm nhấm nỗi buồn hoài được. Dạ đúng rồi, con còn có nhiều thứ khác để lo. Hạnh cứ yên tâm, tại vì Hạnh thứ nhất là rất là xinh xắn, hai Hạnh là một người có tri thức, Hạnh không sợ điều gì cả, Hạnh hoàn toàn làm chủ được cuộc đời của mình. Nhưng mà vậy nè Hạnh nói nghe nè, Ốc nè, sống chung với một người có vết sai chính tả suốt 20 năm, tới bây giờ vẫn còn vết sai chính tả. Vậy là ông có tình yêu lớn với người đó? Không có gì là không thể. Tại vì mình cứ nghĩ rằng là mình chỉ có thể như vậy được thôi, nhưng thực tế rằng là trong tình yêu nó còn nhiều điều khác nữa. Và đôi khi á, mình có thể mở lòng để mình bỏ qua những cái điều mà mình không thích, để đón nhận những điều tốt đẹp của người đó, và Hạnh sẽ sớm tìm được hạnh phúc. Dạ Ốc ơi, có phải là tình yêu nó xóa nhòa những cái quy chuẩn không chị? Đúng rồi, đúng rồi. Nó có thể xóa nhòa những mâu thuẫn em, nhưng nó không thể xóa nhòa được những câu viết sai chính tả. Nhiều khi những cái lúc mà viết sai chính tả là những lúc mà nhiều khi ta giận quá, ta nhắn cái tôi quên search Google quá. Em làm không có ghét viết sai chính tả, nhưng em ghét như là ở dơ. Nói chung ai cũng có những điều mình không thích. Nhưng mà mình sẽ tự quy chuẩn xem là cái điều nào mà không thích mình có thể chấp nhận được. Và cái điều nào không thích mà nó ảnh hưởng đến hạnh phúc và cái nếp sống của mình. Tất cả những điều đó Hạnh hoàn toàn có thể phân định được mà. Con mong rằng là bác cũng sẽ luôn ủng hộ con gái của mình, để cho bạn ấy sẽ thật sự hạnh phúc. Và biết đâu một ngày không xa thì điều mà gia đình mình mong mỏi nhất sẽ sớm trở thành hiện thực. Cảm ơn ông. Cảm ơn Mỹ Hạnh.